Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi các video giới thiệu về sản phẩm mới của Cooler. Hôm nay các bạn hãy cùng mình khám phá một sản phẩm thông minh giúp cho việc bếp nút trở nên tiện lợi và nhẹ nhàng hơn nhé. Dù là một quý cô bận rộn hay các mẹ bỉm sữa, cũng như là các tín đồ nghiện bếp thì đây cũng là một sản phẩm must have trong căn bếp của mình. Đó là vòi bếp cảm biến Maleco. Vòi Maleco thì có hình dáng thân vòi cao, đầu vòi có dây rút nên rất là thuận tiện khi mà mình muốn vệ sinh những nồi chảo có kích thước lớn hoặc là vệ sinh trong lòng chậu rửa. Đầu vòi sẽ có hai chế độ phun khác nhau. Chế độ đầu tiên đó là chế độ cấp nước nhanh chóng với tia nước vượt trụng khí giúp tránh việc văng bắn trong quá trình sử dụng. Còn chế độ thứ hai đó là chế độ phun quét. Khi mà gặp những cái vết bẩn cứng đầu hoặc là mình muốn vệ sinh trong lòng bồn rửa thì mình có thể sử dụng chế độ này. Chỉ cần bấm nút này là có thể chuyển giữa hai chế độ rất là dễ dàng. Vòi Maleco là vòi dây rút sử dụng công nghệ ProMotion giúp cho việc vận hành vòi trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Vòi cũng sử dụng công nghệ Dognetics có nam châm ở đầu vòi. Khi mà mình sử dụng xong, mình chỉ cần đẩy nhẹ là vòi sẽ được thu vào vị trí rất là chắc chắn. Bề mặt vòi phun Master Clean của Cooler giúp cho việc vệ sinh lau chùi trở nên dễ dàng và hạn chế tích tụ những cái khoáng chất có trong nước sau một thời gian dài sử dụng. Điểm đặc biệt của vòi Maleco là ở tính năng cảm biến của vòi. Vòi sử dụng công nghệ cảm biến Respond cho độ phản hồi trong phần nghìn giây, tức là gần như là ngay tức khắc. Chúng ta có thể tắt mở nước mà không cần chạm vào vòi. Đặc biệt là khi đang nấu ăn thì cực kỳ tiện lợi. Chúng ta chỉ cần vẫy tay như thế này để mở vòi và vẫy tay một lần nữa để tắt vòi, hạn chế cái việc tiếp xúc thức ăn vào thanh tay gạt. Vòi Maleco sử dụng 6 pin AA nên không cần phải chừa rút ổ cắm điện và cũng không sợ mất điện trong quá trình sử dụng. Khi pin yếu thì đèn sẽ nhấp nháy để báo hiệu cho chúng ta thay pin. Thông thường, thời gian sử dụng pin có thể kéo dài từ 6 tháng cho đến 1 năm tùy theo tần suất sử dụng. Ngoài ra thì Cooler cũng có một số mẫu vòi bếp không chạm khác như là Top hay là Contra với tính năng tắt mở cảm biến tương tự như với vòi Maleco, mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn. Và đó là những điểm đặc biệt về mẫu vòi cảm biến Maleco mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong video lần này. Hãy ghé thăm hệ thống showroom của Cooler để được trải nghiệm sản phẩm cũng như là tận hưởng những ưu đãi lên đến 40%. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!